Xin chào các bác, em tiếp tục giới thiệu các bác máy lọc khí để cho các bác sử dụng trong mùa hè năm nay. Mùa hè các bác dùng máy điều hòa nhiều, phòng ốc khô bụi mịn nhiều, các bác nên sắm một cái chiếc máy lọc khí để bảo vệ sức khỏe gia đình mình. Ở trên hình các bác là một con máy của Panasonic có mã là FVX50. Đây là một cái mẫu mã huyền thoại của hãng Pana, được rất nhiều các bác chơi đồ Nhật yêu thích nhé. Mẫu mã thiết kế nhỏ gọn, dòng mặt dâng, hai cánh vẫy, thiết kế mẫu mã rất đẹp. Linh kiện thì nhiều, đồ đạc màng viết thay thế rẻ sẵn, giá thành đợt này cũng rất hợp lý. Thời điểm trước những con này thì bên em bán và các shop khác bán thì toàn từ 3 đến 4 triệu. Thời điểm này các bác mua bây giờ em bán con này 2 triệu nhé. Thấy mẫu mã rất là đẹp này, hình thức rất đẹp. Máy đã được đầu biến áp điện 220V rồi. Đối với Panasonic thì nó trang bị rất là nhiều cảm biến các bạn, cảm biến ánh sáng này, ban đêm ngủ đấy, tự động tắt đèn luôn, tắt đèn là các bác nó không ảnh hưởng cái ánh sáng lập lòe này, giấc ngủ các bác nhé. Màng HEPA thì em thay mới tinh rồi. Màng HEPA này các bác dùng khoảng đôi năm thì các bác thay một lần, hoặc các bác là nhà nhiều bụi thì mình một năm một thay một lần. Màng bên em thay này toàn bộ là màng tốt nhé, các loại màng tốt, không lắp màng rẻ tiền đâu ạ. Các bác nhìn này, cái chất màng tốt, nhìn các cái nan này của nó này. Đây, nó rất là đều đẹp. Trên thị trường thì có nhiều các cái màng rẻ tiền đấy, thì nó chất lượng nó rất là kém. Đấy, cái màng này các bác mua bên em bán là 300.000 nhé, khi mà các bác thay nhé. Đây cái màng than này. Than này thì mình dùng khoảng nửa năm hay một năm mình mang đi mình rửa, mình phơi khô một lần nó vẫn dùng ok. Đấy, chứ không cần phải thay mới liên tục đâu ạ. Còn cái màng HEPA thì các bác xịt bụi thôi, cái màng HEPA thì không rửa được, cho nên là dùng thời gian mình phải thay. Nó như cái màng lọc gió của ô tô xe máy đấy. Đấy. 2 triệu cho một cái chiếc máy lọc khí Panasonic VX50 bù ẩm, khử mùi, khử khuẩn, rất phù hợp cho các bác dùng cho phòng khoảng 30m² đổ lại nhé. Đấy. Phòng điều hòa, phòng các bác hút thuốc, phòng có mùi hôi, phòng có trẻ nhỏ, người già, các bác bị viêm hô hấp, các thứ các bác dùng ok hết. Màng tạo ẩm zin còn rất mới các bác này. Panasonic VX50 series máy 336D nhé, năm 2013 sản xuất. Và cái lọc khí này thì cái năm sản xuất nó không quyết định nhiều đâu các bác ơi. Vì thực ra đến như bây giờ họ vẫn cái mẫu này vẫn sản xuất ra. Đấy, và tính năng vẫn vậy. Cho nên là nó không có gì hỏng, bên Nhật họ chỉ dùng tầm khoảng 1-2 năm là hết một cái đời màng là họ cũng bỏ thôi. Cho nên là gần như cái tuổi thọ của máy này không có gì hỏng nhé, mà hỏng bên em linh kiện cái gì cũng có. 2 triệu. Bảo hành 6 à 1 năm cho các bác luôn. Chào các bác.